tại trường học nào cũng có sẵn thực đơn các bữa ăn hàng ngày như thế này. Danh sách các món ăn được đưa trước cả tuần với đủ loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Thế nhưng, thực đơn trên giấy có đi vào được bàn ăn của học sinh hay không lại là chuyện khác. Và đây là suất ăn thực tế của hàng nghìn học sinh tại một trường học ở ngay giữa thủ đô. Lý giải về suất ăn nghèo dinh dưỡng này, đại diện nhà trường cho rằng những hình ảnh trên chỉ phản ánh được một phần món ăn, chưa phản ánh được hết định lượng trong suất ăn của mỗi học sinh. Lý giải là thế, còn để xác định được định lượng trong suất ăn của trẻ thế nào thì khó ai có thể kiểm soát được. Mới đây nhất tại Vũng Tàu, nhiều phụ huynh đã rất bức xúc khi bữa trưa của con mình được nấu từ gạo mốc và đầu cá. Bao giờ có cái kiểu là mầm non mà họ cho ăn những thứ đấy nên cũng nghĩ là con mình ăn vừa ăn vẩn thôi, nhưng mà rồi lại thứ bảy chủ nhật thì ở nhà thì bình thường, mà thứ hai, thứ ba, thứ sáu đi học về là cứ nôn mửa rồi đi ỉa đấy. Chúng tôi lo lắng lắm, thế đến lúc mà phát hiện ra sự thật thì tất cả dân họ mới phẫn nộ đấy, là con ai cũng bị mà sợ là sợ sau này đấy. Sau này mà lớn lên ấy, ví dụ như mà nó bình yên thì chứ đến lúc cái tuổi trưởng thành như mình này, rồi các bệnh ra nhiều, bệnh ung thư rồi bệnh này kia đấy. Khi về nhà thì con có hiện tượng là cứ thường xuyên đi ngoài, tức là một thời gian là đi ngoài vài ngày là thôi, lên trường là xảy ra nôn ói thì cô buổi chiều cô lên cô còn nói là bé bị nôn bị ói, chỉ nhựa về mua thuốc cho bé uống. Đó là em cũng không nghĩ ra là thực phẩm cháu ăn là có vấn đề. Từ khi là xuất hiện cái vụ việc này thì em mới biết là thực phẩm ở trường mua về nấu cho các cháu ăn là có vấn đề như thế. Chúng ta có quan tâm nó một cách tử tế không? Có văn hóa không? Có trách nhiệm nuôi học sinh như con mình không? Tôi xin nhắc lại rằng trong thương mại nói là phục vụ khách hàng như khách phục vụ người thân của mình, thì trong học trường cũng bảo là giáo viên hãy coi con em như con em mình. Tiếng chuông cảnh tỉnh nhắc nhở là cái sự vô trách nhiệm của hệ thống quản lý từ trường học cho đến y tế của địa phương. Đã nghèo dinh dưỡng, bữa ăn bán trú tại các trường học còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại một số tỉnh thành đã từng phát hiện trong bếp ăn của một trường mầm non còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn phát hiện giòi trong thức ăn của con mình. Các nhà trường phải nhận thức đầy đủ suất ăn của các cháu, đó chính là sức khỏe và tính mạng của các cháu. Cái việc mà đảm bảo nguồn gốc xuất xứ thì các công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn đối với các nhà trường thì sẽ chịu trách nhiệm liên đới khi mà xảy ra các vấn đề liên quan đến thực phẩm hay là liên quan đến thức ăn. Bởi vì vấn đề an toàn thực phẩm ở trường học rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển của trẻ nhỏ, nhất là trường mầm non. Cái thứ hai nó còn ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe, bệnh tật, mà hóa chất trừ sâu là một loại có thể nói là cực kỳ độc hại. Thế thì từ cái chỗ đó nó phải nhắc nhở. Như ở bên Mỹ người ta quản lý, bây giờ ví dụ như tôi nói ở Mỹ người ta ban hành một cái luật gọi là luật hiện đại hóa về an toàn thực phẩm. Người ta chuyển hướng là giải quyết sau khi bị xảy ra bằng cái việc giải quyết trước khi xảy ra. Đấy, và nó bắt tất cả các cơ sở sản xuất trên toàn quốc phải áp dụng một cái luật. Đấy, mà người ta gọi là luật về hiện đại hóa an toàn thực phẩm. Chưa kể đến, theo nhiều chuyên gia về an toàn thực phẩm, qua khảo sát, đội ngũ nhân viên chế biến thức ăn tại nhiều trường học chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các kiến thức bảo quản, chế biến thực phẩm và phòng chống ngộ độc. Bên cạnh đó, ở nhiều trường học, suất ăn cho học sinh từ lúc chế biến xong đến khi sử dụng kéo dài, lại không có thiết bị bảo quản hâm nóng đúng quy định. Đây là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn như E. coli, tụ cầu khuẩn vàng phát triển, là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ ngộ độc tập thể tại các trường học. Cơ sở chế biến hoặc bày ăn không đảm bảo, ví dụ như là về mặt bằng, về không gian, về không khí, về trang thiết bị dụng cụ và đặc biệt là về con người chế biến. Thì đấy là cái nhóm tại chỗ. Đấy, rồi về nước dùng. Cái thứ hai là cái nhóm nguy cơ là do chuỗi cung cấp thực phẩm. Đấy. Thế thì là thực phẩm không kiểm soát được. Đấy, bị ô nhiễm tất cả các tác nhân ô nhiễm, ví dụ tác nhân sinh học như là vi khuẩn, virus và ký trùng, đặc biệt là ký trùng và vi khuẩn. Cái thứ hai là tác nhân hóa học cũng rất nguy hiểm và tác nhân vật lý. Thế ngoài ra
Còn một cái tác nhân nữa là do xung quanh cái khu trường, khu bếp ăn. Đấy, ví dụ như là vấn đề về các quán, các cửa hàng bán rong, các quầy bán rong. Đấy, cứ đợi các cháu chuẩn bị tan là đem đến cổng trường bán hoặc là quán cạnh đó. Cho nên một số học sinh cái là cứ hay ngồi vào đó hoặc mua quà ăn. Thế thì đấy là ba cái nhóm nguy cơ mà tôi thấy nó rất ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề thực phẩm cho nuôi dưỡng các cháu. Trong khi đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa ăn bán trú chiếm 50% năng lượng trong ngày đối với học sinh. Và nếu không thực hiện đúng nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng cũng như các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ. Cái bữa ăn bán trú thì bữa trưa, bữa chính thì chiếm khoảng 30-40% năng lượng trong ngày, và bữa phụ thì 5-10%, tức là khoảng ước chừng một nửa cái năng lượng trong ngày. Thì đây cũng là một cái cơ hội mà trẻ được ăn uống, được luyện tập với nhiều loại thực phẩm, một cái chế độ ăn đa dạng để có thể có cái sức khỏe tốt cho việc học tập tốt, cũng như là luyện cho trẻ một cái thói quen ăn uống lành mạnh từ tuổi nhỏ. Đấy là những cái thực phẩm mà nó sẽ ức chế hấp thu các vi chất, và chưa kể là trong những cái bữa ăn đấy nó cũng chẳng có vi chất nữa, bởi vì là đấy không có những cái thành phần về các cái loại rau, các loại hoa quả hay là các cái loại đạm, đúng không ạ? Đạm động vật và thực vật, cho nên nó cũng rất là nghèo nàn về vi chất, thì cái đấy chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái phát triển. Thứ nhất là nó sẽ không cung cấp đủ năng lượng, hoặc là như và đồng thời quan trọng là nó không cung cấp đủ các cái vi chất cần thiết để cho cái phát triển xương tốt và cho cái phát triển chiều cao của trẻ, rồi cũng không cung cấp đủ các cái năng lượng cần thiết để cho cái thức ăn để cho não, để cho não hoạt động tốt, cũng như là cho phát triển các cái neuron thần kinh. Vì chúng ta biết là ví dụ như các cái thức ăn để mà cho não hoạt động tốt đấy là chủ yếu thiên về những cái loại mà đạm động vật. Đấy, đạm động vật, nhất là những cái đạm quý đấy, như là thịt bò, như là các loại hải sản, như là trứng, đặc biệt là lòng đỏ, trứng gà đấy. Thì đấy là những cái loại đạm mà rất là tốt cho hoàn thiện các cái neuron thần kinh, cũng như là cái thức ăn tốt của não. Thực tế là luôn luôn chú ý đến sức khỏe của trẻ con và y tế học đường. Đấy. Thế nhưng mà một cái bất cập hiện nay là gì? Những cái điều ghi trong thông tư là không được thực hiện thường xuyên. Mà trong đó cái quan trọng nhất là gì? Các nhà ăn, bếp ăn ở trường học phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đấy. Thì đấy là cái mà tôi cho là vẫn còn lỏng lẻo ở nhiều nơi. Cái thứ hai, trong 10 cái nội dung thống nhất giữa hai bộ là phải gì? Kiểm soát toàn bộ cái chuỗi cung cấp thực phẩm cho các nhà trường, cho sự ăn uống ở trường học, thì chúng ta chưa kiểm soát được. Cho nên nó mới có xảy ra đâu đấy là hoa quả bị nhiễm hóa chất, rau cỏ bị nhiễm hóa chất trừ sâu, thế rồi thức ăn thì bị hư hỏng, thậm chí còn phát hiện giỏi bọ trên các dụng cụ. Đấy. Thì đây là mà cái mà tôi cho là ngành y tế cũng đi sớm một bước. Đấy, chứ Mỹ gần đây từ năm 11 người ta mới ký là kiểm soát, đánh giá nguy cơ trên chuỗi. Thế nhưng mà Bộ Y tế lúc đó đã đưa ra cái nội dung ở trường học là phải kiểm soát được chuỗi cung cấp thực phẩm. Đấy, cho các bếp ăn trường học. Thế rồi một cái tác hạ, một cái mà nội dung nữa mà chúng ta chưa làm được, tức là phải tăng cường kiểm tra. Đấy, ví dụ như kiểm tra của nhà trường, kiểm tra của chính quyền địa phương, kiểm tra của cán bộ y tế cơ sở. Đấy, để đảm bảo được, nếu mà tôi nghĩ cứ đảm bảo được 10 cái nội dung như thỏa thuận giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo thì tôi cho là rất an toàn. Thế nhưng vì chúng ta thiếu trách nhiệm, chúng ta thả nổi, đấy, cho nên nó mới xảy ra những cái hiện quả đâu đấy. Đấy là những cái mà phát hiện được, còn tôi cho những ngấm ngầm những cái không phát hiện được. Đấy, ngoài ra ví dụ như là vấn đề dinh dưỡng, tôi chưa nói đến an toàn mà chỉ nói đến dinh dưỡng thôi. Ví dụ phải kiểm tra xem cái bữa ăn cho trẻ, ví dụ như trẻ 3 tuổi, trẻ 4 tuổi, trẻ 5 tuổi, trẻ 6 tuổi, đấy, về hàm lượng các chất dinh dưỡng có đủ hay không, để cho nó phát triển được toàn diện như tôi nói, phát triển về thể lực, phát triển về sức khỏe nói chung và phát triển về trí tuệ. Được biết, hình thức phục vụ ăn bán trú và trông bán trú cho học sinh tiểu học 2 buổi một ngày hiện phân thành 4 loại hình. Nhà trường tự nấu, tự mua thực phẩm, đặt cơm của các công ty nấu suất ăn, hợp đồng với công ty cung cấp thực phẩm, sau đó nhân viên của nhà trường tự nấu. Hợp đồng với công ty vừa cung cấp thực phẩm, vừa chế biến bữa ăn, nhà trường chỉ giám sát. Với nhiều loại hình bếp ăn bán trú như vậy, vấn đề kiểm tra, định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm không hề đơn giản. Tôi thấy ở nước ta, thứ bình thường thì chả ai quan tâm. Đến lúc xảy ra một tí cái là lại bắt đầu tổng kiểm tra, lại bắt đầu thống kê, rồi đâu lại vào đấy. Cho nên cái chu kỳ này tôi đề nghị là phải chấm dứt, phải làm thường xuyên.
Thế thì tôi nghĩ là nước ta phải đi vào cái chỗ là phải chủ động như thế. Chứ bây giờ cứ xảy ra rồi lại hô hét lên rồi lại đổ xô đến kiểm tra, cuối cùng đâu lại vào đấy. Thế thì đấy là một cái cảnh báo cho chúng ta. Theo thống kê, Hà Nội là địa phương có số lượng học sinh đông nhất cả nước và có tỷ lệ học sinh ăn bán trú khá cao. Hiện Hà Nội có 1.400 trường có bếp ăn bán trú, trong đó số có bếp ăn tại trường là 1.077, số phải thuê nhà thầu cung cấp suất ăn là 317 trường, số có căng tin tại trường là 115 trường. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2.821 cơ sở tổ chức dịch vụ ăn uống trong trường học, trong đó 1.620 cơ sở có bếp ăn tập thể, 833 cơ sở tổ chức căng tin và 318 cơ sở nhận suất ăn sẵn bên ngoài cung cấp cho học sinh. Như vậy, bếp ăn tập thể đang chiếm tỷ lệ hơn 50% cơ sở tổ chức dịch vụ ăn uống trong nhà trường, tập trung phần lớn ở bậc mầm non với 99,1% số đơn vị. Tại các tỉnh thành khác, số học sinh ăn bán trú tại các trường học cũng chiếm khoảng 50%. Với số lượng bếp ăn bán trú như vậy, nếu không có sự thay đổi, đặc biệt là thay đổi về công tác quản lý, thì các bữa ăn vừa nghèo dinh dưỡng, vừa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đang hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp tới thể lực, trí lực của trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Giám sát từ khâu nhận thực phẩm tươi sống vào mỗi buổi sáng, nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác của thực phẩm đều phải ghi rõ ràng đảm bảo. Mỗi ngày, bếp ăn trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội chế biến gần 1.000 suất ăn trưa cho các em học sinh. Toàn bộ quy trình trao nhận cho tới khi chế biến đều được kiểm soát chặt chẽ. Có cả các ban phụ huynh cùng vào cuộc giám sát cùng với lại các thành viên trong ban chỉ đạo của nhà trường. Thế thì 6 giờ 45 phút đấy thì nhà trường cùng với lại ban phụ huynh cùng kiểm tra thực phẩm được vào, thì tôm, cá hoặc là những cái bữa ăn trong ngày đều được kiểm soát rất là chặt chẽ. Lắp camera giám sát toàn bộ quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ đã giúp cho nhà trường có thể kiểm tra được các khâu và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bữa ăn của học sinh. Tất cả các cái đơn vị mà cung cấp thực phẩm cho bếp ăn nhà trường thì thứ nhất về mặt hồ sơ là đầy đủ pháp lý, có tư cách pháp nhân, đồng thời là có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực phẩm đối với mặt hàng của mình. Cái thứ hai là chúng tôi có cái giám sát đầu giờ. Thì tất cả giám sát đầu giờ là chúng tôi giám sát bằng cảm quan như là tươi hoặc là dập hay không dập chẳng hạn, như vậy thì chúng tôi đều có cái quá trình giám sát đấy. Đảm bảo đủ định lượng cho mỗi khẩu phần ăn, thực hiện bữa ăn an toàn là điều quan trọng mà trường mầm non Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hướng đến. Ngay tại trường, vườn rau sạch cũng được tự trồng để đáp ứng 50% bữa ăn của trẻ. Nhà trường cũng đã được ký cam kết với cả Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm về việc tổ chức bếp ăn tập thể an toàn cho các con. Và nhà trường chú trọng đến việc tìm các cái nguồn thực phẩm đầu vào, ký kết cam kết với cả các cái đơn vị cung ứng có tư cách pháp nhân và đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con. Ăn chín thì đảm bảo là phải chia thức ăn đủ định lượng cho từng đầu trẻ của từng lớp và đảm bảo vệ sinh. Các cô trước khi chia ăn chín cho các con là phải đeo găng tay, khẩu trang, tạp dề, mũ mã, trang bị bảo hộ đầy đủ, vận chuyển lên cho các con, đảm bảo bữa ăn ngon cho các con. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bên cạnh việc áp dụng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, Sở Y tế Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường phải thường xuyên tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên nhà bếp, ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm với các công ty cung cấp hàng năm, đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh.